Đây các bạn ơi, thứ gì mà chịu nổi muốn ăn đấy. Trời ơi, con nhỏ 8 chị tôi nó đang ăn nè. Để tôi đi lấy. Tôi đi bắt đầu tôi đi lấy nước mắm Việt Nam. Ở Hàn Quốc mà ăn món Việt Nam mà được số hưởng gặp chị kia cho nữa. À, bà cho quá trời cho, mình cho bà được cái gì vậy? Cái cũng thấy dễ thương. Mà bánh nó ngon thiệt á. Thôi mở mở tiệm mày ra đi. Thiệt tình. Bà mở cái là chồng con khỏe à. Mẹ số hot kìa bà nói số thằng trai nó nói số hot be careful nó mẹ cẩn thận đây be careful mommy be careful so hot be careful mommy hỏi thở kìa lăng thở kìa lăng thở kìa lăng Yes, pork. Noodle. Noodle. Yeah, noodle. Hả, thở thở cho má mì, thở cho má mì. Oh no, người ta nói không có chịu hỏi. Be careful. Mới dạy cái là be careful kìa má. Be careful. Oh, trời ơi. Hỏi cho con mẹ á. Hỏi là chọn be careful be careful nó nói được nhưng mà nó nói cái tên so hot be careful ooh so hot be careful noodle oh no oh oh no pop easy pop oh no so hot it is pork. Pork. You said pork. Noodle. Yeah, noodle. Trời trời mới dạy một cái đó lon. Noodle. Carrots. Hot. 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 Trời. Be careful. Trời trời. Be careful. Be careful. Dạ, yeah, noodle. Dạ, yeah, noodle. Mà điều duyên của ta đang dạy con mình. So hot. Be careful, mommy. Yeah. I love you. Bật bật.